Trời, máy in giá cũng rẻ, mà chất lượng in cũng được quá ha. Nó đâu khác gì ngoài tiệm đâu. Chào mọi người, ngày hôm nay thì Linh sẽ mang đến một mẫu máy in từ Canon với mã sản phẩm là Pisma G1020. Đây là mẫu máy in màu đơn năng và mặc dù nó có mức giá tương đối rẻ, thế nhưng mà nó cũng được Canon trang bị lên khá là đầy đủ những tính năng cơ bản để có thể phục vụ cho nhu cầu in ấn của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ đi từ tổng thể thiết kế trước ha. Mẫu máy này thì có ưu điểm là nhỏ gọn, nó không có chiếm nhiều diện tích khi mà chúng ta đặt trên bàn làm việc. Trọng lượng của nó thì cũng chỉ khoảng 4,8kg thôi, cho nên là với cả nữ giới giống như mình á, thì cái việc di chuyển nó cũng rất là dễ dàng. Tông màu của chiếc máy này cũng là một điểm cộng khác. Với phối màu đen xám hiện đại thì nó khá là phù hợp để mà chúng ta đặt ở trong không gian làm việc. Máy in là một cái thiết bị mà thường xuyên tiếp xúc với các loại mực in nữa, cho nên là với những cái tông màu tối như thế này á, thì nó cũng giúp cho chiếc máy của chúng ta ít bị dơ hơn so với là những tông màu sáng. Và ngoài ra những cái thao tác khác như là nạp giấy này, lấy giấy hay là bơm mực ở trên chiếc máy này mọi người, nó cũng hết sức là đơn giản luôn. Khay nạp giấy thì ở trên, còn khay đựng giấy đã in là ở bên dưới. Cả hai thì đều có sức chứa là khoảng 100 tờ 70g, khá là thoải mái cho quá trình sử dụng. Và khi nào mà không dùng thì chúng ta cứ gấp lại cho gọn ha, cũng để hạn chế việc vô tình va quẹt trúng. Do là hai cái phần này thì cũng hơi mỏng manh một xíu. Lần đầu tiên chúng ta sử dụng chiếc máy này mọi người thì mình sẽ phải hết sức lưu ý làm theo các bước ở trong sách hướng dẫn để giúp cho chiếc máy này nó vận hành được ổn định hơn, cũng như là tránh những cái sự cố không mong muốn xảy ra. Đầu tiên là mình sẽ mở cần gạt van mực lên trước. Đây là bộ phận cố định đầu phun mực trong quá trình vận chuyển để tránh hỏng hóc. Còn khi sử dụng thì mình gạt qua chế độ in. Tiếp đến là lắp hai đầu in vào trong khay chứa. Máy sẽ có hai đầu in, một đầu cho in trắng đen, hai là đầu in màu. Một khi mà đã tháo siêu bảo vệ đầu in rồi thì các bạn tuyệt đối là không chạm vào hai vị trí này nha, do là nó rất dễ trầy và chúng ta cũng nên bỏ vào khay đựng liền luôn. Lúc đặt vào thì cũng từ từ nhẹ nhàng thôi. Đầu B là ký hiệu của Black, tức là đầu in mực đen được bố trí khay bên phải. Còn đầu C viết tắt của chữ Color, tức là in màu, được đặt ở khay bên trái. Sau đó thì chúng ta đậy nắp lại và ấn hai khóa màu xanh này xuống. Khi vào đúng vị trí lẫy thì sẽ nghe một tiếng cạch. Như vậy là xong về phần đầu phun. Rồi, bây giờ thì đến phần bơm mực cho máy in. Máy này thì sẽ có kèm sẵn cho mình 4 lọ mực với 4 màu sắc khác nhau. Ở trong đó thì cái lọ màu đen này nó có dung tích lớn nhất. Mỗi lọ khi mà chúng ta bơm vào khay thì nó sẽ đến cái vạch max của hộp mực. Thế nhưng mà để trải nghiệm thì Linh cũng đã có bơm trước nửa lọ rồi, và mình cũng đã có test khá khá, thành ra là nó cũng đã có vơi đi một chút ít rồi. Cách đổ mực của mẫu máy này thì rất là dễ luôn. Chúng ta chỉ cần mở nắp của ngăn chứa mực rồi đặt đầu của lọ mực có màu tương ứng xuống là được. Một điều đặc biệt là mỗi ngăn cũng sẽ có một loại nạm riêng ứng với đầu của mỗi hộp mực, cho nên là sẽ không lo tới việc chúng ta bơm lộn màu. Nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, mình đưa mực vào đúng thì nó vẫn an toàn hơn. Thêm nữa là ở trên mỗi hộp mực cũng như là khay mực các mọi người thì nó sẽ có ký hiệu màu tương ứng, cho nên là mình chỉ cần cẩn thận để ý một chút xíu thôi là chúng ta có thể châm mực đúng khay rồi. Rồi, sau khi mà xong rồi thì mình sẽ đậy nắp lại, nhấn cái nút OK là máy sẽ tiến hành bơm mực lên. Và cái quá trình này nó sẽ mất khoảng 5 phút. Với một hộp mực đen như thế này thì nó có thể in được khoảng 6.000 trang A4 với độ phủ của mực là 5%. Còn với các loại mực màu thì con số này sẽ là khoảng 7.700 trang. Để kết nối với máy in thì các bạn lưu ý là máy chỉ có duy nhất một cổng USB 2.0 thôi, không có hỗ trợ thêm kết nối Wi-Fi. Nếu như mà chúng ta sử dụng cho mục đích văn phòng có nhiều người xài chung thì mình có thể kết nối cố định với một bộ PC rồi mọi người cùng nhau sử dụng là được ha. Hoặc là chúng ta mở chế độ chia sẻ máy in rồi mình in qua mạng nội bộ. Còn trường hợp nếu như mà công ty của bạn không có mạng nội bộ thì chúng ta có thể tận dụng cái sự nhỏ gọn của nó để mà mang đi chỗ này chỗ kia. Tại vì là ngoài cái sự nhỏ gọn này ra thì nó còn hỗ trợ cho đa dạng các hệ điều hành, từ phiên bản Windows cũ mới cho đến macOS, từ bản Sierra 10.12 trở lên. Thành ra là ai mà cần xài mình cắm máy vô là được ha. Kết nối cũng đơn giản nữa. Với Windows thì sau khi kết nối với máy in bằng cổng USB thì mình tiến hành tải thêm driver cho máy. Các bạn sẽ vào website của Canon và chúng ta tìm mã sản phẩm của máy này. Sau đó thì mình sẽ click vào phần yêu cầu hỗ trợ và chọn tải phiên bản driver mới nhất về máy và tiến hành cài đặt theo các bước hướng dẫn là xong ha. Tầm 2 phút hơn thôi là đã có thể tiến hành in được rồi.
Còn đối với Mac OS thì do là các mẫu MacBook mới hiện nay đa phần chỉ còn cổng kết nối USB-C thôi, cho nên là chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái hút chuyển từ cổng A qua C. Thế nhưng mà đổi lại á, là khi kết nối được rồi thì mình sẽ không cần phải tải driver nhờ chuẩn AirPrint được tích hợp sẵn ở trên Mac. Cho nên là chỉ cần kết nối máy in vào và thêm máy in là có thể sử dụng được luôn. Sau khi mà đã in thử, cũng gọi là đủ loại giấy tờ từ định dạng chữ cho đến hình ảnh rồi á, thì Linh cũng có một vài nhận xét về chất lượng in của chiếc máy này. Có một lưu ý đặc biệt là ở máy này á, thì sẽ có hai chế độ in là tiêu chuẩn và cao, hay còn gọi là Standard và High. Đối với chế độ tiêu chuẩn thì sẽ phù hợp cho nhu cầu in ấn các văn bản, văn phòng do có tốc độ in nhanh, này tiết kiệm mực. Các ký tự chữ thì vẫn có độ rõ đủ để có thể in các loại văn bản, hợp đồng. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta dùng để in các loại bản biểu này, biểu đồ để trình bày á, thì sẽ có hiện tượng là bị gãy khúc ở các đường thẳng hay là có các đường sọc chạy theo dấu di chuyển của đầu phun. Đây cũng là những hạn chế thường gặp của máy in phun. Nên là nếu như mà chúng ta cần hình ảnh hay là biểu đồ ở một độ chính xác cao á, thì chúng ta nên chuyển qua chế độ chất lượng cao. Những cái vấn đề trên nó sẽ được giải quyết hết mọi người. Từ màu sắc, độ tương phản cho đến độ sắc nét thì đều sẽ vượt trội hơn so với chế độ tiêu chuẩn. Thế nhưng mà đổi lại á, thì thời gian chờ sẽ khá lâu nha, lên đến gần 4 phút cho một tấm poster như thế này. Và lượng mực in mà máy dùng á, chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn, do là đầu phun sẽ di chuyển với mật độ dày hơn để cho ra độ chi tiết của tấm ảnh. Với việc cho ra chất lượng ảnh cao như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này để mình in tranh ảnh này, thiệp mời hay là poster mà cho mục đích kinh doanh nhỏ lẻ. Khi mà Linh in thử trên giấy in ảnh thì thấy là màu bám tốt, không có bị nhòe. Hình ảnh thì rất là bóng bỉ và có độ tương phản cao. Khi mới in xong thì nó vẫn có độ ẩm nhẹ, cho nên là chúng ta nên đợi một tí cho màu khô hẳn rồi mình mới chạm tay vào ha. Còn nếu như mà chúng ta in bằng chất liệu giấy mỏng thì lưu ý là khi in ở chế độ chất lượng cao, giấy có thể bị ẩm và cong lại sau khi khô. Ngoài ra thì khi in ảnh ở độ sắc nét cao thì ở cuối tấm ảnh mình thấy là sẽ có hiện tượng hơi lên màu ở góc. Để test tốc độ in của mẫu G1020 thì mình có cho máy in liên tục 30 trang A4 ở chế độ in trắng đen với độ phủ các ký tự là gần hết bề mặt, thì thời gian mà tờ đầu tiên được in xong là khoảng 17 giây và in hết 30 tờ thì mất khoảng gần 4 phút rưỡi. Đối với in màu thì ở chế độ tiêu chuẩn, máy sẽ mất khoảng 50 giây cho một tờ. Khi in thì độ ồn của máy cũng tương đối lớn, có thể nghe rõ ràng tiếng đầu phun mực di chuyển bên trong máy in. Cho nên là lúc in trong không gian văn phòng đang yên ắng thì tiếng ồn từ máy vẫn có thể làm người khác chú ý. Dù là chiếc máy này chỉ có thể in một mặt thôi, thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể in hai mặt cho giấy với tính năng in hai mặt thủ công. Trước hết là chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem trong phần cài đặt máy in trên máy tính đã chuyển về chế độ Standard chưa. Nếu đã chuyển rồi thì chúng ta cứ cài đặt in hai mặt ở trong phần cài đặt in như bình thường và mình ấn in ha. Sau khi mà in xong các mặt đầu tiên thì trên máy sẽ hiện ra chỉ dẫn cách lật giấy lại và chúng ta cứ làm theo hướng dẫn rồi nhấn OK là máy sẽ tiến hành in mặt tiếp theo. Với một khả năng điều chỉnh được chất lượng in thì chiếc máy này sẽ phục vụ được cho đa dạng nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao. Khi mà chúng ta dùng nó ở chế độ tiêu chuẩn thì nó sẽ khá là phù hợp cho các công việc văn phòng cần chất lượng in ổn, thế nhưng mà quan trọng là tốc độ nhanh và tiết kiệm mực in. Ngược lại với các hộ kinh doanh ảnh chụp hay là các cá nhân, công ty mà cần in ấn các bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh với độ chính xác và chất lượng cao thì chiếc máy này có chế độ chất lượng cao. Đó chính là tất cả những điểm nổi bật trên chiếc máy in phun màu đơn năng Pisma G1020 của Canon này. Dành cho những ai quan tâm đến giá bán cũng như là thông tin chi tiết về nó hơn nữa thì Linh sẽ để ở đường link bên dưới phần mô tả, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe kênh, ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!